À, đi mùa có. Vậy à, không biết để hồi hỏi thử đã. Đâu nghe đó mà đi đâu. Bán gì? Ngày hôm qua còn không biết, ngày đi có bán này không biết. Làm được ha. Dạ chi nữa. Đâu có. Hết sau gái rồi đồ ngắn hết rồi chứ. Còn cái tên đỉnh nó phải để lại cho ổng chứ. À. Mẹ Ngọc cũng gói. Ngọc mua đó. Thấy. Dạ đúng rồi, trong trong là một lớp lá thôi. Để bắt đầu ngoài là mình mới phủ 20 lớp lá nữa. Để cho giống như là ăn bó là khỏi bị xì bánh nè. Bột khiến nở khỏi xì ra ngoài. Thứ hai này là giữ được định hình được cái bánh. Đâu có chặt chứ. Đâu ri với chặt chặt chi chặt rồi nó cũng cũng nở mà. Hiểu không? Đi, đi lúc. Tránh nó mà. Lúc. Anh đây, hắn đi đây. Lúc. Đây. Không chặt, gột qua bình thường, gột qua bình thường. Gột bên trong đi mà gột bình thường. Vì khi cái đồ nở của cái bánh nữa, nếp vô ngâm nước còn nở nữa. Là ra là vừa. Nhưng mà kiếp phía ngoài đó.